Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thường nghe nhiều đến hiện tượng giảm tiểu cầu. Tuy nhiên, tăng tiểu cầu cũng là một tình trạng khá đáng ngại và cần được quan tâm. Tăng tiểu cầu tiên phát là một bệnh lý huyết học hiếm gặp, nằm trong hội chứng tăng sinh tủy mạn ác tính. Vì thế, hiểu biết của mọi người về nó còn nhiều hạn chế và khó khăn. Vậy tăng tiểu cầu tiên phát có phải là ung thư máu hay không? Bệnh tăng tiểu cầu tiên phát có chữa được khỏi không? Có rất là nhiều thắc mắc và chương trình Sống khỏe ngày hôm nay với chủ đề tăng tiểu cầu tiên phát đã mời tới trường quay bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Thị Tuyến đến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ sẽ giải đáp những thắc mắc này liên quan đến căn bệnh. Và xin được chào bác sĩ Đinh Thị Tuyến ạ. Xin kính chào MC Tuấn Việt và xin kính chào quý vị khán giả. Trước khi chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện với chuyên gia của chương trình thì mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu khái quát về bệnh lý tăng tiểu cầu tiên phát qua một clip ngay sau đây. Tăng tiểu cầu tiên phát là một căn bệnh không phổ biến với tỷ lệ mắc trong 100.000 người dân một năm thì khoảng là 0,1 đến 1,5%. Độ tuổi thường gặp là độ tuổi trung niên trên 50 tuổi. Mặc dù đây không phải là bệnh lý di truyền liên quan tới giới tính, nhưng thực tế lâm sàng cho thấy tỷ lệ mắc ở nữ giới cao hơn ở nam giới. Có những trường hợp nữ giới ở độ tuổi 30 cũng mắc bệnh lý này. Tất cả các bệnh nhân đến khám chủ yếu là vô tình bệnh nhân đi khám xét khám bệnh và vô tình xét nghiệm công thức máu và phát hiện tiểu cầu tăng cao quá mức. Thì cũng có một số bệnh nhân đến trong cái tình trạng là đau đầu nhiều, hoặc là bệnh nhân đột ngột là giảm cái thị lực của mắt, hoặc là bệnh nhân có tê bì tay chân và bệnh nhân đi khám. Nhưng cũng có rất nhiều những cái bệnh nhân mà đến với chúng tôi trong cái tình trạng mà rất là nặng, tắc mạch phổi, tắc mạch chi. Mặc dù thuộc nhóm bệnh máu ác tính, tuy nhiên hiện nay với sự phát triển của y học, tiên lượng điều trị tăng tiểu cầu tiên phát tương đối tốt, nhất là ở nhóm nguy cơ thấp. Chúng ta vừa theo dõi một số thông tin cơ bản về căn bệnh tăng tiểu cầu tiên phát. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện với chuyên gia của chương trình là bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Thị Tuyến ạ. Vâng, thưa bác sĩ, trong máu thì có những cái thành phần như thế nào và khi nào thì bị coi là tăng tiểu cầu tiên phát? Bác sĩ có thể giải thích cho khán giả có thể hiểu rõ hơn ạ. Tăng tiểu cầu tiên phát là một bệnh lý tăng sinh ác tính của cơ quan tạo máu. Trong máu của cơ thể chúng ta thì có nhiều dòng tế bào như là dòng hồng cầu, dòng bạch cầu và dòng tiểu cầu. Trong đó thì mỗi dòng tế bào có vai trò và chức năng khác nhau đối với nhiệm vụ bảo vệ cơ thể. Dòng tiểu cầu thì có vai trò giữ cân bằng đông máu, giúp cơ thể không bị chảy máu. Khi mà tổn thương dòng tiểu cầu, đặc biệt là tổn thương xuất phát từ cơ quan tạo máu thì người ta gọi là tăng tiểu cầu tiên phát. Tăng tiểu cầu tiên phát là tăng sinh ác tính của dòng mẫu tiểu cầu dẫn đến tăng sinh quá mức dòng tiểu cầu ở trong tủy xương. Và như vậy thì tăng tiểu cầu tiên phát là một bệnh lý ác tính của dòng tiểu cầu và là bệnh của cơ quan tạo máu. Vậy thì nó có những cái biểu hiện cũng như là triệu chứng của căn bệnh này như thế nào và đâu sẽ là cái nguyên nhân dẫn tới bệnh lý tăng tiểu cầu tiên phát, thưa bác sĩ? Một người bình thường thì có số lượng tiểu cầu dao động trong khoảng từ là 150 đến 450 GG trên lít. Khi mà số lượng tiểu cầu ở trên mức này thì chúng ta cần tầm soát bệnh lý tăng tiểu cầu. Bệnh lý tăng tiểu cầu tiên phát thì có biểu hiện triệu chứng rất là nghèo nàn và người bệnh có thể tình cờ được phát hiện sau khi mà đi khám sức khỏe định kỳ, làm xét nghiệm công thức máu thì thấy số lượng tiểu cầu tăng cao. Và biểu hiện hay gặp của tăng tiểu cầu tiên phát đó là tắc mạch, có thể tắc ở mạch não, tắc mạch vành, tắc ở mạch chi. Ngoài ra thì cũng có gặp các biểu hiện khác như là đau, tê bì các đầu ngón chân, ngón tay, hoặc là đau nửa đầu, có thể đột ngột mất hoặc là giảm thị lực từng bên. Chảy máu cũng là một triệu chứng có thể gặp. Và cái tỷ lệ này có thể tăng lên đối với những người bệnh có số lượng tiểu cầu tăng cao trên 1.000 GG trên lít. Và có thể gặp như là chảy máu chân răng, xuất huyết đường tiêu hóa hay là chảy máu sau phẫu thuật. Về nguyên nhân của tăng tiểu cầu tiên phát thì đến nay thì chưa được biết chính xác trong hầu hết các trường hợp.
Và tuy nhiên thì người ta thấy là các đột biến của gen RAC2 của tế bào gốc sẽ tăng tạo các tế bào máu, chiếm 50-55% các trường hợp ở người bệnh tăng tiểu cầu tiên phát. Bác sĩ cũng vừa chia sẻ là những cái biểu hiện cũng như là triệu chứng nó cũng khá là nghèo nàn đúng không ạ? Tức là nó cũng không có những biểu hiện cụ thể hay rõ ràng. Như vậy thì những ai thì có cái khả năng cao mắc căn bệnh này, và nếu như mà mắc thì hậu quả để lại của căn bệnh này thì nó là như thế nào? Tăng tiểu cầu tiên phát thì là một bệnh hiếm gặp và tỷ lệ có thể là từ 0,1 đến 1,5 trên 100.000 dân trên một năm. Và tỷ lệ mắc mới chỉ khoảng 1 đến 3 trên 100.000 dân trên một năm. Bệnh thì gặp chủ yếu ở nữ nhiều hơn ở nam. Và lứa tuổi hay gặp là từ 50 đến 60 tuổi. Ngoài ra thì cũng có thể gặp những trường hợp tăng tiểu cầu tiên phát ở lứa tuổi từ 20 đến 40 tuổi. Về hậu quả thì tăng tiểu cầu tiên phát có thể để lại hậu quả là tắc mạch tái đi tái lại, như là tắc mạch não, tắc mạch vành, tắc mạch chi. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể có những trường hợp phải cắt cụt chi. Và có một hậu quả nữa là để lại những xuất huyết, và nguy hiểm đó là xuất huyết tiêu hóa hay là xuất huyết não, có thể đe dọa đến tính mạng của người bệnh. Cũng rất là nguy hiểm. Tức là bệnh lý này mặc dù là hiếm gặp nhưng cũng không phải là không có trong một năm đúng không ạ? Vậy thì khi mà người bệnh mà đã chẳng may mà mắc được chẩn đoán là mắc bệnh lý tăng tiểu cầu tiên phát, vậy thì cái tiên lượng của bệnh nhân này thì như thế nào? Và cái quá trình điều trị đối với bệnh nhân mà mắc tiểu cầu tiên phát này ấy, thì nó sẽ diễn ra trong một cái phác đồ điều trị như thế nào? Tăng tiểu cầu tiên phát thì ở tuổi thọ của người bệnh tăng tiểu cầu tiên phát thì không có sự chênh lệch nhiều so với người bình thường. Có một tỷ lệ thấp chuyển thành ung thư máu ác tính, chiếm tỷ lệ là 0,6-5%. Ngoài ra thì đối với những người bệnh trên 60 tuổi thì tỷ lệ tắc mạch tái đi tái lại thì có thể chiếm 15,1%. Và nó cái tỷ lệ này tăng lên là 31,4% đối với những người bệnh mà có tiền sử tắc mạch trước đó. Và cái nguyên nhân gây tử vong chủ yếu ở bệnh tăng tiểu cầu tiên phát này là do tắc mạch. Ngoài ra thì cũng có một số trường hợp chuyển thành ung thư máu cấp tính. Về điều trị thì bệnh lý tăng tiểu cầu tiên phát thì điều trị tùy thuộc theo nhóm nguyên nhân và số lượng tiểu cầu ban đầu lúc chẩn đoán, mà chúng ta có thể dùng các thuốc như là thuốc chống đông, thuốc hydroxyurea hay là interferon alpha, và có thể dùng cái phương pháp gạn tiểu cầu. Tuy nhiên thì cái phương pháp gạn tiểu cầu này thì được chỉ định khi mà cái số lượng tiểu cầu tăng quá cao trên 1.000 giga trên lít, để tránh cái nguy cơ có thể xảy ra là tắc mạch hoặc là xuất huyết. Vâng. Có lẽ là khi mà nghe đến căn bệnh này cũng như là cái mức độ nguy hiểm của căn bệnh thì cũng sẽ có rất là nhiều người cảm thấy lo lắng. Vậy thì bác sĩ có thể đưa ra một vài lời khuyên đối với cả những người mà chưa biết tới căn bệnh này, và ngày hôm nay sau khi theo dõi chương trình Sức khỏe mỗi ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ thì biết tới căn bệnh thì sẽ có những lời khuyên như thế nào, và đối với cả những người bệnh mà đang được chẩn đoán là mắc bệnh lý tăng tiểu cầu tiên phát thì cần phải chú ý những điều gì ạ? Tăng tiểu cầu tiên phát là một bệnh lý hiếm gặp và biểu hiện triệu chứng thì thường là rất là nghèo nàn. Chính vì vậy mà để phát hiện sớm bệnh và có hướng điều trị kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra, thì chúng ta nên khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Không những để phát hiện những bệnh lý về máu như là tăng tiểu cầu tiên phát mà còn phát hiện bệnh lý của các chuyên khoa khác. Và đối với những người bệnh mà đang điều trị bệnh tăng tiểu cầu tiên phát thì tôi khuyên là những người đó, bệnh đó thì nên khám sức khỏe định kỳ hàng tháng và tuân thủ theo phác đồ điều trị của bác sĩ chuyên khoa huyết học. Thưa quý vị, đa phần những trường hợp tăng tiểu cầu tiên phát, bệnh lý về tiểu cầu tăng cao thì do bệnh lý nền gây ra thì thường là sẽ không nguy hiểm nếu chúng ta kiểm soát được tình trạng sức khỏe. Tuy nhiên nếu số lượng quá cao thì rất dễ hình thành các cục máu đông ở tất cả các bộ phận trong cơ thể, nhất là tay, chân và não. Điều này là nguyên nhân gây ra tình trạng thuyên tắc mạch máu. Sau đây thì là một phản ánh ngắn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ mà chúng tôi vừa thực hiện. Hiện tại, Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đang quản lý khoảng 500 bệnh nhân có bệnh về máu, trong đó số bệnh nhân tăng tiểu cầu chiếm khoảng 0,16%. Bệnh nhân Nguyễn Văn Vượng, 70 tuổi, ở xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, điều trị tại trung tâm được hơn một tuần. Bệnh nhân có bệnh nền tim mạch và tình cờ phát hiện tăng tiểu cầu khi đi khám bệnh định kỳ.
Là tháng đi vẫn đi định kỳ hàng tháng như mọi năm thì đợt này xuống lại cái tiểu cầu nó tăng. Thế là tiểu cầu tăng thì bác sĩ bắt phải nhập viện thì tôi ở lại nhập viện. Từ năm đi đặt tem khám sức khỏe thì nó sức khỏe vẫn ổn định bình thường. Bệnh nhân Vượng là bệnh nhân mà quản lý tại phòng khám tim mạch. Nó bệnh nhân không có biểu hiện gì cả, không đau đầu, không tê bì tay chân, và qua khám lâm sàng thì bệnh nhân cũng không có biểu hiện tắc mạch. Nó đặc trưng bởi cái sự tích lũy các tế bào ác tính hơn là cái tăng sinh các tế bào ác tính, thế nên là cái tiên lượng của bệnh nhân thì khá là tốt, cái nguy cơ mà bệnh nhân chuyển thành ung thư máu thì khá là thấp. Đây là một bệnh ác tính và mạn tính về máu, nhưng nếu bệnh nhân tuyệt đối tuân thủ điều trị thì kết quả đem lại rất tích cực. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có những câu hỏi của khán giả gửi tới bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Thị Tuyến để mong được giải đáp liên quan tới bệnh lý tăng tiểu cầu tiên phát. Câu hỏi đầu tiên là của anh Trần Mạnh Tiến có hỏi, cứ phải lúc nào tăng tiểu cầu cũng gọi là tăng tiểu cầu tiên phát phải không ạ? Tăng tiểu cầu thì do rất nhiều nguyên nhân gây nên. Thứ nhất phải nói đến hay gặp là tăng tiểu cầu tiên phát là bệnh tăng sinh ác tính của cơ quan tạo máu. Thứ hai thì bên cạnh đó thì chúng ta có thể gặp tăng tiểu cầu do nhiều nguyên nhân gây nên, như là tăng tiểu cầu sau chấn thương, sau dùng thuốc corticoid, trong nhiễm khuẩn hay một số các bệnh lý ung thư khác. Và tăng tiểu cầu ở trong những trường hợp này thì gọi là tăng tiểu cầu thứ phát. Và tăng tiểu cầu thứ phát thì khi chúng ta điều trị nguyên nhân hoặc là bệnh chính gây tăng tiểu cầu thì số lượng tiểu cầu sẽ trở về mức bình thường. Câu hỏi thứ hai của chị Đỗ Thanh Hải là mẹ em vừa đi khám có xét nghiệm tiểu cầu là 509, như vậy có bị cao quá hay không? Và mẹ em mới điều trị huyết áp thì có ảnh hưởng gì hay không ạ? Một người bình thường thì có số lượng tiểu cầu là từ 150.000 đến 450.000. Như vậy thì mẹ bạn tăng là 500, số lượng tiểu cầu là 509 thì cũng không phải là quá cao. Và tôi khuyên thì bạn nên cho mẹ đến các cơ sở y tế có chuyên khoa về huyết học để được khám, tư vấn và làm các xét nghiệm như là công thức máu, huyết đồ, tủy đồ hay sinh thiết tủy xương, gen. Ngoài ra cũng để phát hiện các bệnh lý khác có thể là nguyên nhân gây tăng tiểu cầu, từ đó thì có hướng điều trị và theo dõi phù hợp cho mẹ của mình. Và theo tôi được biết thì thuốc huyết áp thì thường không làm tăng số lượng tiểu cầu. Anh Nguyễn Ngọc Đăng có hỏi, bé nhà tôi 2 tuổi, đợt đầu năm bị giảm tiểu cầu vô căn, tiểu cầu thấp hơn dưới 10. Sau điều trị thì đã ổn, nhưng sau đó lại tăng lên 700. Điều này có nguy hiểm hay không ạ? Bé nhà bạn tăng tiểu cầu sau dùng thuốc, thì tăng tiểu cầu trong trường hợp này thuộc loại tăng tiểu cầu thứ phát. Và sau khi mà dừng thuốc hoặc là giảm liều thuốc điều trị xuất huyết giảm tiểu trị giảm tiểu cầu thì số lượng tiểu cầu có thể giảm xuống, và cái số lượng tiểu cầu ở mức là 700 g trên lít đối với trẻ nhỏ thì không phải là quá nguy hiểm. Bạn nên cho con đi khám định kỳ hàng tháng để có chế độ điều trị và theo dõi hợp lý. Có thể thấy rằng là với những tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Thị Tuyến thì chúng tôi cũng như là quý vị khán giả khi theo dõi chương trình Sống Khỏe một ngày hôm nay thì cảm thấy cũng rất là yên tâm khi đến với Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để thăm khám cũng như là chẩn đoán một cách chính xác bệnh lý của mình, đúng không ạ? Và sau đây thì mời quý vị cùng đến với mục bí quyết sống khỏe với những điểm cần chú ý của bệnh nhân tăng tiểu cầu tiên phát. Đối với các bệnh nhân mà tăng tiểu cầu tiên phát thì cái này thì bệnh nhân chủ yếu quản lý tại phòng khám huyết học. Tuy nhiên là bệnh nhân phải tuân thủ quá trình điều trị. Thứ nhất đó là bệnh nhân phải tuân thủ thuốc này, định kỳ hàng tháng đi khám tại phòng khám để các bác ấy điều chỉnh liều thuốc xem là số lượng tiểu cầu bao nhiêu. Cái thứ hai về chế độ dinh dưỡng thì bệnh nhân vào có lối sống sinh hoạt lành mạnh. Thứ nhất là uống nhiều nước, thứ hai là tránh các chất kích thích, đặc biệt là rượu, cà phê, hoặc là kiểm soát huyết áp tại gia đình này, mà kiểm soát mỡ máu này, kiểm soát bệnh lý đái tháo đường. Ngoài ra thì ở nhà thì bệnh nhân nên hạn chế dùng các loại thuốc có ảnh hưởng đến chức năng tiểu cầu như là aspirin hoặc là các thuốc hạ sốt ibuprofen khi mà chưa có chỉ định của bác sĩ.
Thưa quý vị, tiểu cầu tăng cao nếu không được chữa trị kịp thời và đúng cách sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải đi khám cũng như là thực hiện xét nghiệm máu định kỳ để có thể phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường. Và tới đây thì chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày cũng xin phép được tạm dừng. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Thị Tuyến ngày hôm nay đã đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi và đưa ra những lời khuyên vô cùng hữu ích ạ. Vâng, xin chào MC và chào quý vị khán giả. Vâng, xin được cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ phối hợp thực hiện cùng với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.